Theo EC, kinh tế Hy Lạp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất với dự báo suy giảm tới 9,7% trong năm nay. Tiếp đến là Italy sụt giảm 9,5%, trong khi nền kinh tế đầu tàu Đức giảm 6,5%. Tuy nhiên, hầu hết các nền kinh tế trong khu vực sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng trong năm sau và đưa kinh tế Eurozone tăng trở lại mức 6,3%, dù sẽ không đồng đều trên toàn châu lục. Cơ sở để EC đưa ra những đánh giá trên chủ yếu dựa vào tác động của đại dịch đối với hệ thống tài chính công ở các nước, nhất là những nước vốn đã ngập trong núi nợ như Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ. Theo cơ quan thống kê châu Âu, GDP của Eurozone đã giảm 3,8% trong quý đầu năm nay. Giới chức Liên minh châu Âu EU cho rằng khu vực này cần gói cứu trợ khoảng 1.500 tỷ euro để ngăn chặn thảm họa trong dài hạn. Tuy nhiên, đến nay, các nước châu Âu mới chỉ cam kết được 30% số tiền trên.